Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay là video đầu tháng của tháng 6 âm lịch năm 2022. Thì lời đầu tiên cho em được kính chúc sức khỏe mọi người thật nhiều may mắn, thành công, và kính chúc mọi người một tháng làm ăn được thuận lợi trước khi chúng ta bước vào tháng 7, tháng mưa ngâu mùa nhá. Tiếp theo thì cho em xin phép được giới thiệu, em là Song Thảo, chuyên mua bán ô tô tại Hà Nội. Địa chỉ cửa hàng em ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ở con phố này thì có khá là nhiều những cửa hàng mua bán ô tô và có đầy đủ tất cả những cái mặt hàng xe, từ những xe bình dân cho đến xe sang, rồi đến những chiếc xe siêu sang thì đều có mặt ở con phố này. Điển hình thì mọi người như thể nhìn thấy được Camry này, Mac E này, Mac C, BMW, CRV, rồi Mac G, Tucson, Prado, Audi. Nói chung rất nhiều, đến những cái dòng rất là phổ thông như là Elantra, Mazda 6, Mazda 3. Đó, có khá là nhiều con phố này. Thì anh chị nếu như muốn mua xe thì có thể qua đây. Mặc dù có thể không mua được của em, nhưng có thể lựa chọn được khá là nhiều xe ở khu vực này, ở khu vực các cửa hàng ở gần đây. Thì chúng ta có thể chọn được khá là nhiều xe khác. Rồi bây giờ thì em xin được điểm danh một số chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng của em, và em báo giá để cho mọi người có thể cập nhật được mọi người nhé. Còn lại một số xe khác thì chưa có mặt ở đây, thì đang, một là đang cho đi spa, hai là đang được chuyển từ Sài Gòn ra, hoặc là chuyển từ các tỉnh ra, hoặc là vì một số lý do khác thì đang chưa có mặt ở cửa hàng em, hoặc là lý do quan trọng nhất là do cửa hàng em đang bị full xe rồi, đang rất là chật rồi, không có chỗ để xe nữa, nên là em không để xe ở cửa hàng được và phải gửi đi các đơn vị khác, các anh em khác nữa. Đó, nên là bây giờ video này em sẽ báo giá những chiếc xe đang có mặt trong cửa hàng thôi nhé mọi người nhé. Đầu tiên là chiếc BMW 520i sản xuất năm 2016, màu nâu Havana, có nội thất da Dakota và có đá cốp, cửa hít, model mới rồi mọi người nhé. Màu nâu Havana mọi người nhé. Chiếc xe này thì hiện tại bên em bán với giá là 1 tỷ 160 triệu ạ. 1 tỷ 160 mọi người nhé. Tiếp theo đây là chiếc Honda CR-V bản L Sensing, sản xuất năm 2020, biển Hà Nội. Xe rất là đẹp, em bán 1 tỷ 035 triệu mọi người nhé. Tiếp theo bên đây là chiếc Mercedes-Benz G63, chúng ta thường gọi là Mercedes-Benz G63 đấy ạ. Một trong số những chiếc xe rất là nhiều drama thời điểm vừa rồi. Chiếc này thì hiện tại bên em bán 12 tỷ 500 triệu đồng mới nhá. 12 tỷ 500 triệu. Chiếc xe này thì mang biển số Hồ Chí Minh, biển rất là VIP luôn, 83737, biển kép rất là đẹp. Màu trắng, nội thất bên trong màu đỏ đã được lên ghế Maybach mọi người nhá. Có loa Akamovic lắp thêm, nhưng em hiện tại em đã tháo ra rồi, vẫn còn đồ zin nguyên bản nhá mọi người nhá. Tiếp theo ở đây thì chiếc Tucson phiên bản karaoke, được độ nội thất rồi ngoại thất lên hơn 100 triệu. Vành thì vẫn còn vành zin nguyên bản và đồ zin thì vẫn còn. Chiếc xe này thì hiện tại bên em bán giá rất là hợp lý thôi, chỉ bằng một chiếc xe chưa độ. Giá là 745 triệu mọi nhá. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong. Ở trong này thì có rất là nhiều xe nữa, nhưng nếu như anh chị nào muốn xem video thực tế của từng chiếc xe của bên em ấy, thì mọi người ấn vào kênh YouTube này của em, xong đó chọn những cái video riêng. Tại vì mỗi chiếc xe ở đây thì em đều có quay video riêng cho từng chiếc xe rồi, nên là anh chị có thể tham khảo và chọn từng chiếc xe để xem video riêng. Hoặc là anh chị có thể qua Facebook hay là Zalo của em với tên là Song Thảo để có thể cập nhật được tình hình mua và bán xe của bên em, cũng như là những cái xe mà đang trên đường về, hoặc là đã bán, hoặc là những xe mà không có mặt ở đây nhưng mà vẫn là xe của em nhưng không có mặt ở đây mọi người nhé. Xe của cửa hàng nhưng không có mặt ở cửa hàng, vì là đây như mọi người đang nhìn là full xe rồi, không có chỗ để đâu, nên là em phải gửi đi một số đơn vị khác. Rồi tiếp theo thì đây là chiếc Ford Ranger bản XLS, bản số sàn 2017, giá 525 triệu mới nhá. 525 triệu, màu vàng cát, rất là đẹp luôn. Bên đây thì chiếc có chiếc Hyundai Elantra phiên bản 2.0, sản xuất năm 2017. Chiếc này thì em bán 555 triệu mới nhá. Tiếp theo ở bên đây thì em có chiếc Toyota phiên bản Toyota Camry phiên bản 2.5Q. Đây ạ, đây là chiếc này, Toyota Camry phiên bản 2.5Q,
sản xuất năm 2015, model mới, mẫu mới, bản Q mà nhá, bản cao cấp nhất đấy ạ. Giá 765 triệu, 765 triệu. Camry Q, một trong số những chiếc xe được rất là nhiều khách hàng vẫn đang tìm và lựa chọn. Tiếp theo nữa, một chiếc xe siêu sang, Mercedes-Benz S450. Đó, bản Luxury, S450 Luxury, sản xuất năm 2020. Chiếc S450 bản Luxury này, S450 bản Luxury, màu trắng, nội thất màu nâu, biển số Hà Nội. Hiện tại bên em bán với giá là 4 tỷ 390 triệu mọi người nhé. Tất nhiên là giá này thì có thể thương lượng với mọi người một chút nếu như anh chị thật sự thiện chí với những chiếc xe của bên em. Còn đây là chiếc Tucson phiên bản 2.0, nguyên bản không độ gì. Còn nếu anh chị thích độ thì lựa chọn chiếc kia nhé. Còn nếu không thích độ thì lấy chiếc này 2018, giá 795 triệu mới nhá, 2018 ạ. Đó. Tiếp theo thì ở đây em có một chiếc Nissan X-Trail phiên bản 2.5 bản SV 2017. Đó, xe thì rất là đẹp. Hiện tại thì bên em đang bán chiếc này với giá là 750 triệu mới nhá. 750 ạ. Nissan X-Trail 2017. Đây là chiếc Toyota Camry phiên bản 2.5Q sản xuất năm 2019. Giá 1 tỷ 160 triệu mới nhá, màu đen, nội thất màu kem. Tất cả những chiếc xe này thì em đều có quay video riêng rồi nên là anh chị có thể tham khảo riêng từng video của chiếc xe. Rồi tiếp theo ở đây thì Lexus RX350. Chiếc này của em thì lên form rồi, màu trắng, nội thất màu be, sản xuất năm 2011, lên form 2015, giá 1 tỷ 350 triệu mới nhá. Tiếp theo ở đây thì em có một chiếc Mazda 6 phiên bản 2.5, bản cao cấp nhất, sản xuất năm 2020, giá 925 triệu mới nhá. 925 triệu. Tiếp theo ở bên đây thì em có chiếc Ford Ranger. Đây em sẽ quay cho mọi người xem nhé. Ford Ranger sản xuất năm 2016 phiên bản 3.2 màu vàng cam. Đó. Chiếc này 765 triệu. 765 triệu. Còn đây thì em có một chiếc Lexus RX570. Đây là chiếc Lexus RX570 sản xuất năm 2009, đã được lên form model của 2015 rồi mọi người nhá. Chiếc xe này em bán với giá 2 tỷ 350 triệu ạ. Màu trắng, nội thất màu kem. Tiếp theo ở bên đây thì em có một chiếc Kia Optima sản xuất năm 2017. Màu đen, nội thất kem. Giá của chiếc Optima này thì hiện tại bên em đang bán ở trên thị trường với giá là 665 triệu mua nhá, 2017. Đó. Còn đây là chiếc Honda City. Chiếc Honda City sản xuất năm 2017, bản CVT này hiện tại bên em bán với giá là 430 triệu mua nhá. 430 triệu 2017. Tiếp theo thì ở đây bên em có một chiếc Suzuki Vitara sản xuất năm 2016, giá 535 triệu mới nhá. Rồi còn nữa thì hiện tại bên cửa hàng em đang khá là chật rồi, một số xe nữa đang có mặt ở một số đơn vị khác, thì anh chị có thể follow em hoặc là qua kênh Zalo hay là Facebook của em để cập nhật được tình hình mua bán xe của cửa hàng bên em mới nhá. Còn bây giờ thì xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo. Bên em thì có dịch vụ thu mua và đổi các xe đã qua sử dụng. Nếu như anh chị muốn đổi các chiếc xe của mình, lấy chiếc xe nào của bên em thì vui lòng alo trực tiếp cho em để cùng có thể trao đổi và thương lượng. Hoặc là anh chị muốn bán xe thì bên em vẫn có dịch vụ mua lại xe trên toàn quốc mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn ạ.